Và về độ bền thì anh em mình biết đến cái dòng dây nhôm thì nó sẽ thoát nhiệt nhanh hơn, tỏa nhiệt nhanh hơn đối với đồng. Đối với đồng nên cái độ bền của cái côn bằng dây nhôm nó sẽ bền hơn dây đồng anh em nhé. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay bên mình giải thích về cái chủ đề côn của cái bát nhà anh em. Anh em có thắc mắc và hay hỏi là gì? Cái côn nó bằng dây đồng thì nó hay hay dây nhôm thì nó hay, côn bằng dây đồng nó bền hay là dây nhôm nó bền, thì hai cái chủ đề đó ngày hôm nay mình sẽ giải thích một chút trong cái kiến thức của mình biết anh em nhé. Đây là cái côn này nó quyết định một phần chất lượng của cái ra cái tiếng bát như ra cái tiếng lời của cái bát nhà anh em đang dùng nhé. Ở trên thực tế thì có hai loại dây để làm thành cái côn. Loại đầu tiên đó là dây đồng, loại thứ hai là bằng dây nhôm, nó thông dụng. Thì đối với dây đồng thì cái tiếng ra thì nó khuynh hướng, nó sẽ thiên về âm bát, âm trống và lời ca êm, lời ca sĩ hát là sẽ êm. Còn đối với cái sợi dây này bằng dây nhôm thì cái tiếng bát nó sẽ không được mạnh, nó sẽ êm, là nó sẽ yếu hơn, nó sẽ yếu hơn. Nhưng cái lời ca của ca sĩ hát là rất là sáng, sáng đến nỗi nhiều anh em mình nghe cứ tưởng nó là một cái bát toàn giải nó đánh chứ không phải là một bát thông thường nữa. Và về độ bền thì anh em mình biết đến cái dòng dây nhôm thì nó sẽ thoát nhiệt nhanh hơn, tỏa nhiệt nhanh hơn đối với đồng. Đối với đồng nên cái độ bền của cái côn bằng dây nhôm nó sẽ bền hơn dây đồng anh em nhé. Dây đồng thì khuynh hướng là nó sẽ nó giữ nhiệt là chính, đồng là giữ nhiệt là chính, nên anh em thấy người ta hay đẻ các mỏ hàn thiếc, người ta hay làm bằng dây dây đồng chứ không ai thấy ai làm dây nhôm bao giờ cả. Đó về độ bền anh em nhé. Thì nhà sản xuất họ sản xuất ra một cái côn thì người ta cũng tính toán cả rồi chứ không có chuyện cái nào hay cái nào dở cả. Ví dụ như cái bằng dây đồng thì nó sẽ bị tối tiếng, thì người ta sẽ dùng thêm bằng kèn hoặc thêm một cái loa chung nữa để người ta làm bổ trợ cho cái thiếu của cái loa bát dưới. Còn đối với cái bằng dây nhôm thì người ta sản xuất ra là đang thiếu trống thì người ta lại bị bổ bổ trợ thêm những cái súp rời đó, cái súp rời để người ta cộng vào cái thiếu đó. Nên cái hay thì đây mình không nói đến, nghe là có còn do cái bố trí của người ta, của nhà sản xuất nữa. Còn độ bền thì đương nhiên là nói rồi, đó là dây nhôm sẽ bền hơn. Trong clip này thì mình có giải thích một chút theo cái kiến thức của mình nhá. Anh em nào thấy nó có, anh em thấy có cái khác nào đó hay hơn thì anh em hãy comment ở dưới cái video này để anh em mình cùng học hỏi nhá, trao đổi thêm. Và anh em thấy nó hay thì cho xin một like và anh em ấn đăng ký kênh để theo dõi Huấn Audio ra những bài về côn hay về loa đài tiếp theo nhá. Chào anh em.